Điểm tin tuyển dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà thép Đức Thiện Long An đang cần tuyển dụng gấp các vị trí sau: lao động phổ thông 50 nam, thợ hàn co, thợ lắp ráp 100 nam. Mô tả công việc, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Yêu cầu công việc, giới tính nam, sức khỏe tốt, kinh nghiệm trên 1 năm, nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi. Quyền lợi được hưởng, thưởng năng suất, thưởng lễ, Tết, nghỉ mát, phụ cấp cơm trưa, phụ cấp xăng xe, được hưởng các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, lương thưởng tháng 13, phép năm và các phúc lợi khác. Yêu cầu hồ sơ, yêu cầu một bộ hồ sơ đầy đủ. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn nhà thép Đức Thiện Long An, địa chỉ cuối đường số 1, cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, Long An, điện thoại 0963 011 022, ngày hết hạn nộp hồ sơ cho đến hết ngày 6 tháng 6 năm 2018.